Lê Phúc xin chào cô chú anh chị và tất cả các bạn. Chúc mọi người có một ngày thật vui và nhiều sức khỏe. Thì hôm nay lại chia sẻ tới các bạn một món bánh từ trứng và bột mì nữa. Món bánh này thì mình làm cực kỳ là đơn giản luôn, làm xong thành phẩm thì trông rất là bắt mắt. Thì chỉ với 2 quả trứng vịt và 350 g bột mình làm ở đây được khá là nhiều. Và khi chiên xong thì bánh nở lên 3 cánh giống như là bánh thuẫn vậy. Và khi ăn vào thì ở ngoài giòn, bên trong xốp và đặc biệt bánh của mình rất là thơm nha. Và để biết cách làm chi tiết cho món bánh này thì mời các bạn hãy cùng theo dõi hết video và cùng làm với mình. Và để làm bánh thì đây là nguyên liệu mình chuẩn bị. Hột vịt thì size đây là 2 trứng, thì các bạn cũng có thể sử dụng trứng gà, nhưng mà làm trứng vịt cho món bánh này mình nghĩ sẽ ngon hơn. 120 g đường cát. Và chuẩn bị thêm ở đây là một gói bột mì đa dụng 500 g, 50 g mè trắng và một ít bột nở hiệu Kim Nga nha. Thì nguyên liệu này mình sẽ để chi tiết dưới phần mô tả, các bạn có thể bấm xuống xem. Và để chuẩn bị làm thì mình sẽ đập hết 2 quả trứng vịt mình cho vào trong một cái thau lớn. Và mình cũng cho hết 120 g đường vào. Các bạn không thích ăn ngọt thì mình có thể giảm lại. Và mình cũng cho vào trong thau một ít muối. Rồi mình sử dụng cái cây đánh trứng này các bạn. Mình đánh cho trứng và đường nó tan lại với nhau. Để một lát nữa mình bật máy lên mình đánh thì sẽ không có bị văng. Như vậy là được rồi. Và để đánh thì mình sẽ mở tốc độ từ thấp tới cao nha. Đánh tới khi nào mà trứng bông trắng ngà lên là được. Sau trứng vịt thì mình cũng đã đánh cho bông trắng ngà lên rồi nè các bạn, rất là dẻo. Bây giờ thì mình sẽ lấy máy ra ngoài. Và bột nở Kim Nga thì mình cho vào trong thau nửa muỗng cà phê. Tiếp theo thì mình cũng cho bột mì vào luôn nha. Các bạn cho vào một lần một ít. Và khi đã cho vào rồi á, thì các bạn trộn đều. Bột cho vào thì mình cũng đã trộn đều rồi. Các bạn lại cho thêm một ít nữa. Cho vào tới khi nào mà bột dẻo mình có thể cầm trên tay là được nha các bạn. Mình làm trứng vịt á, thì nó có cái độ dẻo hơn, còn trứng gà thì sẽ hơi mềm một tí. Trứng và bột á, thì mình cũng đã trộn lại cho dẻo này các bạn. Như vậy là mình đã có thể nhồi được rồi. Thì với 2 quả trứng vịt này mình cho vào trong thau là 350 g bột mì đa dụng nha. Để nhồi thì mình mang bao tay vô. Nhồi lại cho thành một cái khối dẻo. Và bột khi mình đã nhồi thành một cái khối như vậy rồi thì mình sẽ ủ trong vòng là 30 phút. Và thau bột thì mình cũng đã ủ được 30 phút rồi. Bây giờ mình dỡ nắp ra và các bạn chuẩn bị thêm cho mình một cái chén nước nhỏ nha. Mình sẽ lấy một cái lượng bột vừa đủ. Tầm khoảng bao nhiêu đây? Sau đó các bạn bóp vò lại. Rồi mình nhúng cái viên bột này vào trong cái chén nước. Mè thì mình cho vào ở bên ngoài. Các bạn cho ít thôi, cho nhiều quá thì mình ăn nó sẽ hơi ngán. Cho xong thì mình bóp lại một lần nữa. Như vậy là mình đã xong được một viên bánh rồi nè, mình cho qua bên mâm nha. Tương tự thì mình sẽ làm với viên thứ hai.
Và bánh thì mình cũng đã tạo hình xong rồi này các bạn, thì mình có thể làm hình tròn như vậy hoặc là các bạn có thể thay đổi bằng những cái hình khác. Rồi bây giờ mình chuẩn bị một cái chảo dầu để mà đem đi chiên. Và để chiên bánh thì mình sẽ cho nhiều dầu chút xíu. Lúc này thì dầu cũng đã bắt đầu nóng rồi, mình cho bánh từ từ vô. Và khi chiên thì mình sẽ chiên với lửa vừa thôi. Tại vì bánh ngọt các bạn, mình chiên với lửa lớn quá thì bánh rất là dễ bị khét. Một mẻ thì mình chiên tầm khoảng bao nhiêu đây? Vì chiên một hồi á, bánh còn nở lên nữa các bạn. Và những hạt mè này khi các bạn áo lên mà mình có thấm nước thì nó không có bị bung ra ngoài. Bám rất là tốt vào trong cái viên bánh của mình nha. Khi chiên thì mình sẽ đảo liên tục để cho bánh được đều hơn. Có những viên đã nở ra như vậy rồi nè các bạn. Chiên với lửa vừa cho bánh chín từ từ. Lúc này thì bánh cũng đã chuyển sang cái màu vàng nhạt rồi nè các bạn. Đợi có màu vàng đẹp hơn thì mình sẽ vớt ra ngoài. Nở lên ba cánh nhìn cũng giống như là bánh thửng vậy á. Và bánh mình chiên thì cũng đã bắt đầu có những cái vàng đẹp rồi, mình sẽ gấp cho ra ngoài. Thơm lắm nha các bạn. Và đây là cái phần bánh của mình khi vừa vớt ra xong. Tiếp tục thì mình lại cho bánh vào mình chiên tới mẻ tiếp theo. Thì mình chiên không có một hạt mè nào bị rớt ra ngoài hết nha. Và bánh thì mình cũng đã chiên xong rồi này các bạn, có màu sắc trông rất là bắt mắt. Khi bánh nở ra thì có ba cánh như vậy, nhìn cũng tựa tựa như là bánh thuẫn vậy. Đặc biệt là bánh rất là thơm luôn nha. Còn những cái hạt mè này các bạn làm như mình thì nó sẽ không có bị rớt ra ngoài. Rồi bây giờ xin mời cô chú anh chị và các bạn hãy cùng thưởng thức món bánh này với mình. Và món bánh này khi ăn vào ở ngoài giòn, bên trong xốp, độ ngọt vừa phải chứ không có bị ngọt quá các bạn. Đặc biệt bánh của mình rất thơm, nguyên liệu thì đơn giản, làm thì cũng khá là nhanh. Chỉ với 2 quả trứng và 350 g bột thì mình làm ở đây được một đĩa bánh rất là to. Và như vậy là mình cũng đã chia sẻ tới các bạn rồi. Cảm ơn mọi người đã theo dõi hết video. Bây giờ mình xin chào và hẹn gặp lại và chúc các bạn thành công với món bánh này.